Dạ con hát. Mẹ biết là con hôm nay con bệnh nhưng mà con hát tông thấp xuống. Con hát cái gì lá trầu xanh gì đó. Hát đi, anh cũng là một người đàn ông rồi đó. Ha. Hôm nay anh cũng dạy thì, hôm nay là đang dạy thì hết trơn rồi. Bây giờ anh hát ra dùm cho em bài lá trầu xanh, tông xuống thấp đi. Ha. Anh hứa với em khi mình nên duyên anh thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Rồi rồi rồi, tiếp tiếp, để sát vô, để sát vô. Cao thắm trầu xanh sẽ thêm được thêm nồng, mỗi sáng tinh sương gánh trầu ra chờ trên con đê dài. Nhìn giả có đôi chân. Đi giống không à? Tiếp đi. Vậy đến là khán giả hả? Đi đó rồi. Dạ, xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nói chung là chăm mấy bạn này là em rất là mệt. Với lại mẹ mát ngọt đời không sống quê tôi đôi phút về ba
che là thà chưa dập bóng. Dù đi bốn biển năm châu, xa quê rồi mới hiểu lòng đau. Phi Nhung đã được ca sĩ Tracy Phương Trinh biết đến, và cũng cái bài hát này mà chia tay với bạn trai. Và khi hát bài hát này và được Tracy chọn là Phi Nhung chia tay luôn và đi một hơi luôn, không quay về. Đó là bài hát Ai Khổ Vì Ai của nhạc sĩ Minh Sử. Phi Nhung xin mời quý vị. Thank you.
tràng vỗ tay của quý vị hết mệt liền. Và kính thưa quý vị, Thiên Ngân và Thiên Ngân, bây giờ con hát một câu dòng cổ để con tặng cho các cô các chú. Rồi xong nữa lúc đó là con đi vô để cho mẹ làm ăn. Tình yêu đôi ta trọn đời chung thủy thì đừng nói tiếng biệt ly cho thêm đứt đoạn mối tơ lòng. Dạ con đi. Mẹ biết là con hôm nay con bệnh nhưng mà con hát tông thấp xuống. Con hát cái gì lá trầu xanh gì đó. Hát đi, anh cũng là một người đàn ông rồi đó. Ha? Hôm nay anh cũng dạy thì, hôm nay là đang dạy thì hết trơn rồi. Bây giờ anh hát ra dùm cho em bài lá trầu xanh, tông xuống thấp đi ha. Anh hứa với em khi mình nên duyên anh thì một lá trầu xanh cũng nên vợ nên chồng. Rồi. Mỗi sáng tinh sương gánh trầu ra chờ trên con đê dài. Con nhà tôi có đôi chân. Mình phiên giống không à? Tiếp đi, hát đi. Vậy đến là khán giả hả? Đi đó.